Ai làm hết mấy cái này vậy? Dễ thương quá ha. Anh xin tự giới thiệu. Sao anh làm được? Phải có phần của em nữa chứ. Đúng rồi. À, dễ thương không? Mọi việc xảy ra nãy giờ do em làm đạo diễn hết đúng không? Vậy là hai người lừa chị. Tuyên bố không đồng ý gì hết, hủy hôn. Dung, Dung, em đừng làm vậy mà. Anh chuẩn bị này cực lắm á. Cực cũng hủy hôn luôn. Dung, trời ơi, kêu hoài à. Cầm cái này đi, đeo nhẫn vô mới đồng ý chứ. Đồng ý liền. Ê, quên, quỳ xuống nữa. Quỳ xuống, quỳ xuống. Đeo nhẫn vô. Ê, bậy rồi, ngón này nè. Vậy là chính thức từ hôm nay hai anh chị trở thành vợ chồng. Chú rể không cô dâu đi. Hôn đi, hôn đi. Không thiệt hả? Chứ không thiệt đó, hôn đi. Anh hai, đây là anh Phú, bạn trai em đó. Dạ, em chào anh. Chào em. Chị Dung ơi, đây, ra rồi nè. Hôm nay khi Nga dẫn Phú vào giới thiệu, anh thấy em khi gặp cậu ấy, em sững sờ đến mức làm rơi cái dĩa rau xuống đất. Có phải em và cậu ấy đã từng quen biết nhau đúng không? Sao hỏi chuyện đó? Bộ ghen hả? Ghen thì sao? Ghen thì tốt chứ sao? Em có nói không? Hả?